Dậy đi, con của mày nó hết máu, nó lặt lìa lặt lội rồi kìa, thằng ôn. Công thành kiểu này chắc bỏ mạng quá. Trời ơi, công thành đi, võ lâm đang chờ kìa. Ban chủ không cho phép, ai dám công thành? Thôi, công thành đi. Hết cửa. Thằng nào dám qua mặt tao? Thằng nào muốn qua mặt ban chủ, bước qua sát chết của tôi. Thôi đi bà, tướng của mày trình hình như vậy, nó bước qua làm cái gì, cho té quần hả? Thằng anh hùng cờ lao, nó mở rương lấy hết đồ đạc rồi. Lại là anh hùng cờ lao, nó cướp người yêu, bây giờ còn cướp của nữa. Vậy mình phải làm sao? Mất mặt lắm ban chủ ơi, thật là quá đáng quá đáng. Thằng anh hùng cờ lao nó không coi ban chủ ra cái con dịch gì hết trơn á. Bây giờ tính sao mình? Kêu hết tất cả mọi người trong ban về đây. Quý trời ơi. Ladies and gentlemen, welcome to Bôn Giao. Nói tiếng Việt đi. Chào mừng quý vị cao thủ đã nhào đầu tới với Bôn Giao. Và trước tiên, để quánh dấu cái sự kiện có một và không bao giờ có cái lần thứ hai này, Đông Tà tôi xin đại diện cho Bôn Giao gửi tặng đến tất cả quý vị có mặt ở đây một món quà thật là đặc biệt. Có lẽ những cái bản mặt này đang hồi hộp không biết món quà ở trong đó là món quà gì chứ gì. Tôi đây mà còn hồi hộp chứ đừng có nói gì ai. Món quà đó đang nằm ở trong này. Xin mời quý vị hãy banh con mắt ra mà thưởng lãm đi. Tăng 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 tăng. Không có gì đặc biệt, đơn giản chỉ là xe nước mía thôi. Xin mời. Khi mọi người nâng ly, cho tôi được nói đôi lời. Hôm nay tôi xin nói lời chia tay với mọi người. Tôi xin rút khỏi võ lâm và từ chức ban chủ phái Hắc Ám. Ồ, sao kỳ vậy? Sao lại bỏ bê tụi tôi? Ban chủ, tại sao vậy hả? Tại sao lại từ chức hả? Mình đang tụi đi nước ngoài hả? Không biết, em không biết, không biết đâu, không biết. Ban chủ ơi, ban
ban chủ ơi, ban chủ, ban chủ, ban chủ ơi, ban chủ, ban chủ từ chức. Ai dẫn dắt tụi em lên mạng để tấn công các bang phái khác lấy lại bảo bối hả ban chủ? Không, ban chủ, tụi tôi như rắn mất đầu. Các bang phái khác tụi nó mà mạnh lên sẽ nuốt chửng tụi tôi thì sao? Làm ơn bình tĩnh đi mấy cha mấy mẹ ơi, cho tôi qua đây. Tôi vì tài hèn sức yếu nên đã để cho một kẻ lạ mặt có biệt danh là anh hùng cờ lao đột nhập vào server của bổn giáo, lấy đi tất cả các vật phẩm, trong đó có tất cả các của cải mà quý vị đăng ký gửi trị giá trên 100 triệu đồng. Không hết rồi hả? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, còn tiền của tôi thì sao? Công lực của anh hùng cờ lao rất mạnh, vượt hơn đẳng cấp của bổn giáo rất nhiều. Mặc dù đã dốc toàn lực nhưng vẫn không bảo vệ được kho báu. Sau khi hát xong, hắn còn để lại danh tính và thách thức bổn giáo tìm ra hắn. Trời ơi, làm sao mà tìm ra hắn bây giờ? Nhân đây có mặt tất cả mọi người, ai có cao kiến gì xin cho tôi biết. Tôi mời sạc lại đây nhân. Tôi thấy phải báo ngay cho máy chủ bỏ tù thằng đó. Rồi không chế tài khoản của nó. Sao sao mấy người thấy sao? Không được, không không được, như thế là manh động, nó sẽ bỏ trốn. Chúng ta đang cần bắt nó mà. Theo tôi, nó thuộc server tại thành phố, nên tôi muốn xử nó theo kiểu võ lâm giang hồ mà không cần tới luật pháp can thiệp. Nếu tất cả mọi người ở đây thống nhất thì ngay lập tức truy tìm kẻ nào có biệt danh anh hùng cà lao, bắt nó về đây chịu tội và trả lại hết tất cả vật phẩm cho chúng ta. Đúng rồi, bắt về đây thôi. Có như vậy tôi mới yên tâm lãnh trách nhiệm lèo lái con thuyền võ lâm tiếp tục được. Nếu mọi người không còn ý kiến gì khác, ngay ngày mai hãy cho cao thủ truy tìm tên anh hùng cờ lao. Ai phát hiện được, tôi sẽ mở ngân thưởng liền 20 tinh hồng bảo thạch, 10 cuốn tẩy tủy kinh, 20 ngựa vàng ngọc sư tử. Mọi người có đồng ý hay không? Đồng ý, đồng ý chứ. Xin nhiều đồng ý, đồng ý, xin đứng đi. Bia để lâu nó đen quá rồi, thấy ngon lắm. Tại sao lại là anh hùng cờ lao chứ? Hỡi cao thủ võ lâm, giang hồ hung ác, lại đây nhanh lên, nhanh lên. Chính tạm không phân biệt, nghe lại đây, nghe lệnh xin bông rô dạng nè, nhanh lên, nhanh lên. Lãnh Hồ Sơn, quận 7, nha, Nguyễn Long Nữ, Hoài Đất, Dương Quán, quận 4. Nhanh lên, nhanh lên, quay tỉa ra, nhanh lên. Xả xuống, tình hình, nhanh lên. Biết rồi, tôi biết rồi, nhớ chưa, không nhớ được. Đi qua bà quên nữa, đi qua bà hát hồn nha, đi qua bà nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, đi trộn một mình nữa, mình làm vậy cũng đâu có kết quả gì. Hãy để em liên hệ với ảnh. Không được, em đã cho nó thấy mặt em và em cũng cho nó biết rất rõ về em, vậy mà có bao giờ nó chịu gặp mặt em đâu. Nó đã có ý đồ cướp của anh từ trước. Tại vì trong game ảnh quá tốt với em nên em cho ảnh nhìn mặt là chuyện thường, cũng giống như em cho anh gặp và yêu em trên mạng vậy thôi. Bởi vậy em hẹn nó bây giờ nó sẽ nghi ngờ và chuồn ngay. Nhưng mà thôi, để đàn em nó lo, nhưng anh sẽ truy sát nó tới cùng. Anh có chắc là anh hùng cờ lao không? Chắc chắn, vì nó biết em là người yêu của anh. Nó muốn chọc tức và hạ uy tín của anh để cướp em. Được, chơi với anh sẽ chơi giang hồ với nó. Đụng tới ổ kiến lửa rồi. Anh nói chuyện sao giống xã hội đen quá. Đây chỉ là trò chơi ảo trên mạng thôi. Ảo với em nhưng mà thật với anh. Uy tín tạo lập bang phái còn đâu. Mọi người sẽ nghĩ về anh như thế nào? Đường đường là một bang chủ mà không bảo vệ được tài sản của anh em, bây giờ phải lấy tiền túi ra đền. Nghe. Sao? Bắt được rồi hả? Được được, tao về liền. Dạ bẩm ban chủ, em đã túm được 20 cao thủ từ khắp các nơi về rồi đó. Bây giờ ban chủ muốn thì tự coi đi, em mệt muốn le lưỡi rồi, không có giới thiệu, cảm ơn nhiều.
bạn tên là gì? Anh thông cảm, cả tháng trời em ở trong phòng game chơi game, không có ra ngoài tắm rửa cho nên nó hơi hôi. Nghe nói có người cho ngân lượng gì đó, em mới rời khỏi u game cốc mà ra đây đó chứ. Em thuộc phái cái bang, nickname của em là anh hùng thời đại. Anh hùng thời đại mà vậy đó hả? Dạ. Dạ, còn con là anh hùng của... Vậy ở đây ai là anh hùng cờ lao? Không ai đó. Có lão nạp, anh hùng cờ tướng. Lão nạp đang chơi game ở nhà, tự nhiên có cái cậu này nói là có anh Minh ban chủ mời đến để cho ngân lượng áo sống. À, lại đây nãy giờ uống hết mấy ly nước mía, no chết mẹ mà có thấy ngân lượng áo sống gì đâu. Dạ, con đang chơi, tự nhiên có cái cô kia kìa, cô nói theo cô chỉ chỗ lấy ngân lượng nhiều lắm. Excuse me, có anh Minh ban chủ ở đây không vậy? Tôi đây. Chào anh. Tôi là Minh đây, anh là ai? Giới thiệu với anh, tôi là tổng giám đốc tập đoàn tài chính đa quốc gia LBT, trụ sở đặt tại tòa nhà trung tâm thành phố. Tôi đến để lấy ngân lượng. Nickname của tôi là anh hùng rơm. Chú là anh hùng rơm hả? Còn con là anh hùng cỏ nè, còn như chú công thành ngoài đó. Con là anh hùng cỏ, rất hân hạnh được gặp anh hùng rơm. Ồ, vui quá, quá vui. Tại hạ cảm ơn tiểu đệ đã cho máu và cứu huynh thoát chết hôm trước. Công lực của tiểu huynh đài quả nhiên thâm hậu. Cảm ơn, vui quá, quá vui. Không dám, thường thôi. Không dám. Chạy tay hết. Nói trong ngày mai mà tụi bay không tìm ra thằng anh hùng cờ lao là tụi bay phải chết. Trời ơi. Mày tính làm sao đây? Mày hỏi tao biết hỏi ai chứ hả? Tìm không ra cái thằng anh hùng cờ lao đó, là thằng Minh nó nổi khùng lên á, là tao với mày á, nó chết chắc. Vì giận vua Rim cho nên nàng Sida mới bỏ vào trong rừng. Rừng là tỉnh nào? Trong rừng đó mày. Khi nghe tin vua Rim băng hà thì nàng Sida mới từ trong rừng mà trở lại kinh thành. Đó là tuần cái lương nàng Sida. Hiểu rồi, tao hiểu rồi. Vậy là cái thím Sida đó là má của thằng anh hùng cờ lao. Má mày, mày nhuộm tóc rồi sao mày ngu quá à? Mày ngu quá đi. Tao áp dụng chiêu ngày xưa, tao tính chuyện bây giờ. Vua Đêm giả bộ chết, nàng Sida mới từ trong rừng trở về. Mệt quá, tao rối quá rồi. Vậy nè, bây giờ mày cho game thủ phao tin ra là con Hương công chúa bị tai nạn giao thông. Lúc đó thằng hùng cờ lao dù trên núi hay dưới giếng nó cũng phóng về thăm người yêu của nó, hiểu không? Mày sao vậy? Bị trúng gió hả? Mày rảnh mà mày hay quá. Hết hồn mày. Chờ tao đi. Mày làm gì vậy? Móc điện thoại. Alo. Cho tao cái bát của con Hương đi. Không cần biết làm gì. Ok, cảm ơn. Yeah. Mặt nó khờ khờ mà mê gái thiệt. Mới hùng cái là nó chạy tới liền. Trời ơi, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân. Yêu vợ chồng ảo mắc cười quá. Ở vậy mới chạy kìa. Sao lại là mày hả? Thằng cờ, anh hùng cờ lao. Sao mày lại là anh hùng cờ lao? Trong lớp mày là một thằng nhát gan, nhưng mà tao không ngờ mày lại là một thằng hacker cao tài ấn. Không kháng cự hả? Anh hùng lắm à. Dám ăn cắp đồ của tao, rương của tao mày cũng lục. Mày lấy đi hết.